Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Diễn biến dịch COVID-19, số ca nhiễm tiếp tục tăng, bệnh nhân nặng có tín hiệu giảm. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình dịch COVID-19 ngày hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 15 tháng 1 đến 16 giờ ngày 16 tháng 1, cả nước ghi nhận 27 ca nhiễm, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.167 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 116.481 ca nhiễm. Trong ngày, cả nước có thêm 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.612.117 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 230 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139 trên 230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 3 ASEAN. Ngày 15 tháng 1 có 22.740 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 265.906.862 liều. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.547.089 liều. Mũi 1 là 71.081.786 liều. Mũi 2 là 68.698.735 liều. Mũi bổ sung là 14.534.318 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 51.812.347 liều. Mũi nhắc lại lần 2 là 17.419.903 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 23.892.848 liều. Mũi 1 là 9.127.824 liều. Mũi 2 là 8.957.029 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 5.807.995 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 18.466.925 liều. Mũi 1 là 10.245.223 liều. Mũi 2 là 8.221.702 liều. Bạc Liêu tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội. Thưa quý vị và các bạn, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Theo đó, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, theo chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa trong thời gian Tết Nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm 2023, để người dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Đồng thời tiếp tục bảo đảm các mục tiêu yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trong việc phục hồi phát triển kinh tế xã hội, giao thương, du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch, đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh. Đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh các phương án, biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ của ngành y tế. Sở Y tế tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, các ngành có liên quan kiểm tra dịch bệnh đối với các trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của virus SARS-CoV-2, đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát phát hiện sớm các biến thể của virus SARS-CoV-2. Sở Y tế cũng tập trung chỉ đạo và tiếp tục thúc đẩy công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, thường xuyên rà soát để đảm bảo các nhóm nguy cơ, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch, được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, đẩy mạnh tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng và hạn chế xảy ra các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong. Tiếp tục đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh. Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đồng thời chỉ đạo Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, chủ trì phối hợp Sở Y tế, chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân, tăng cường thông tin truyền thông, khuyến cáo người dân chủ động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và dự phòng cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Công an bắt hai phó giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt để tạm giam bác sĩ Nguyễn Lan Anh và bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc, cùng là phó giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức, để điều tra các hành vi liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của Bộ Công an. Cuối năm 2021, Bộ Công an đã tạm giam ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Quân và ông Lợi đã bàn bạc, cấu kết thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu, trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03. Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố nhiều người khác về tội môi giới hối lộ gồm Nguyễn Ngọc Triệu, cựu Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cựu sư trụ trì Chùa Nôm, Hưng Yên, Trần Văn Long, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt, luật sư Bùi Thị Hồng Giang. Cơ quan điều tra xác định, năm 2021, ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức bị điều tra về hành vi có dấu hiệu vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Lo sợ bị xử lý, ông Quân liên hệ với Bùi Trung Kiên, cán bộ phòng 6 thuộc Cục C03, Bộ Công an nhờ lo lót. Kiên đồng ý và yêu cầu ông Quân đưa 70.000 đô la Mỹ để giải quyết việc ban đầu. Thực hiện theo thỏa thuận, ông Quân 3 lần chuyển tiền cho Kiên như con số đã đưa ra. Tiếp đó, Kiên yêu cầu ông Quân đưa thêm 1,5 triệu đô la Mỹ để lo lót cho ông Nguyễn Văn Lợi, giám đốc một công ty trúng nhiều gói thầu tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, không bị truy cứu hình sự. Tổng cộng, Kiên đã nhận từ ông Quân 2,2 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, cựu cán bộ công an không nhờ và không đưa tiền cho bất kỳ ai để chạy án mà mang tiền đi đầu tư bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và nhiều địa phương khác. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, sai phạm ở cục đăng kiểm như ung thư di căn nhiều năm. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng thẳng thắn chỉ rõ, thời gian vừa qua, cục gặp sự cố rất lớn, sai phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho rằng không có con đường nào khác, vấp ngã thì phải đứng dậy và nhìn thẳng vào sự thật. Bên cạnh những thành tựu mà Cục Đăng kiểm Việt Nam đạt được trong gần 60 năm qua, ông Thắng chỉ rõ, trong năm 2022 có những vấn đề xảy ra rất đau xót với tất cả chúng ta, kể cả các thế hệ lãnh đạo, những người từng công tác tại Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói, tôi mới về Bộ Giao thông Vận tải nhận nhiệm vụ khoảng 2 tháng mà bản thân cũng cảm thấy xấu hổ. Đề cập thẳng thắn về vụ án tại Cục Đăng kiểm được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo, Bộ trưởng Giao thông Vận tải khẳng định đây là quyết định rất nghiêm khắc để nghiêm túc tự soi, tự sửa. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói, vụ việc đã xảy ra từ lâu giống như ung thư di căn nhiều năm. Bỏ qua một vài lỗi đã là vi phạm, bởi vì bất cứ lỗi nào cũng dẫn đến nguy cơ mất an toàn và có thể xảy ra các vụ việc thương tâm trong giao thông. Đây là lỗi khó chấp nhận, nhưng lỗi lớn hơn nhiều nơi là thông đồng, cấu kết để cùng với đối tượng phạm tội để cho lưu thông những phương tiện không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn. Cục trưởng, lãnh đạo, cục còn nhận tiền theo tháng thì chịu luôn, không còn gì để nói. Thậm chí sai phạm không có ai kiểm soát, không có ai quản lý,
từ trên xuống dưới là không thể tha được. Sau khi chỉ rõ các sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nói, chắc chắn sẽ còn nhiều cán bộ vướng vào vòng lao lý, nhưng dứt khoát với những trường hợp thoái hóa, biến chất thì phải làm, có thay đến 100% cũng phải làm. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải, thay vì lo sợ và tìm cách trốn tránh, bao biện, hãy đối mặt, nhận trách nhiệm và nghiêm túc sửa chữa. Vượt qua khó khăn, thách thức sẽ làm cho chúng ta tự tin hơn. Quan trọng hơn tất cả là tinh thần sẵn sàng đương đầu với các vấn đề phát sinh, không né tránh, nhìn thẳng vào sự thật, quyết tâm sửa chữa, khắc phục sai lầm để khôi phục lại hình ảnh đăng kiểm. Bộ trưởng Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, trình sửa đổi Nghị định 139. Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, phải trao đổi với các địa phương, bộ ngành để điều chỉnh lại những nội dung không còn phù hợp. Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm phải quan tâm, chăm lo đến đời sống của đội ngũ đăng kiểm viên. Đặc biệt, sau lắng nghe ý kiến của đại diện các điểm cầu ở địa phương, Bộ trưởng Giao thông Vận tải tin tưởng mọi người đang rất quyết tâm khắc phục những khó khăn. Tuy nhiên, ông yêu cầu các trung tâm đăng kiểm phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời điểm giáp Tết khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân tăng cao. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo, công tác đăng kiểm thời điểm này phải tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, không gián đoạn ảnh hưởng tới nhu cầu đi lại của nhân dân và doanh nghiệp.